Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Lao động việc làm của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc năm 2017, tỉnh Lào Cai còn khoảng gần 36.000 hộ nằm trong diện hộ nghèo. Ngoài những khó khăn do các nguyên nhân khách quan thì chính tư tưởng trông chờ ỷ lại, chậm đổi mới, quen với tập quán sản xuất truyền thống kém hiệu quả của một bộ phận người dân được xem là một trong những cái nguyên nhân khiến nhiều hộ chưa thể phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Một số gương nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy từ cách lựa chọn cây con giống, thay đổi phương thức lao động sản xuất mà chúng tôi phản ánh tới quý vị và các bạn trong chuyên mục lao động việc làm kỳ này. Tuy chỉ ở quy mô hộ gia đình, song hy vọng sẽ là những gợi mở và động lực để bà con quyết tâm chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách phù hợp, nâng cao hiệu suất lao động, cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Cánh đồng rộng hơn 40 hectare này là của thôn Nậm Tang, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng. Cánh đồng bằng phẳng là thế này, song hàng năm các hộ gia đình ở đây chỉ trồng được hai vụ ngô, thời gian còn lại hầu hết để đất trống. Một số gia đình đã chuyển đổi sang trồng chuối, trồng sắn nhưng hiệu quả cũng không đạt được như mong muốn bởi đất đai cằn cỗi bạc màu. Vậy nhưng nằm giữa vùng đất hoang hóa ấy, vườn cây ăn quả của gia đình ông Đỗ Đình Hiển lại mướt một màu xanh tươi tốt và cho kết quả thu hoạch khá ấn tượng. Chỉ tính riêng vụ bưởi năm nay, gia đình ông đã thu được hơn 100 triệu đồng đầu tiên là mình phải chú ý đến nước, hai là phân bón và ba là kỹ thuật gieo trồng đúng thời vụ, chăm sóc đúng thời điểm, rồi tất cả những ví dụ như là à, diệt trừ sâu bệnh hoặc là cải tạo đất hoặc là à, tưới tiêu cho nó giữ được độ ẩm thường xuyên thì đất nào nó cũng sẽ cho những cái cây trái và hoa màu tốt tươi thì mình phải học hỏi, đừng cũng không giấu rốt được phải học hỏi anh em bạn bè rồi học hỏi những cái người làm vườn làm miếc rồi học hỏi những bà con nông dân ở tại đây này kể cả là trong mạng rồi là rồi là anh em bạn bè kể cả mời cả sở nông nghiệp và những anh em nó nắm bắt kỹ thuật nó học kỹ thuật rồi Thế về hướng dẫn với quyết tâm cùng với nếp nghĩ cách làm mới của một nông dân thời hiện đại đã biến vùng đất cằn cỗi hoang hóa trước đây giờ bốn mùa đơm hoa kết trái một số loại cây ăn quả cho sản lượng lớn với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như vải thiều, bưởi múc, hồng không hạt. Ngoài ra ông Hiền còn thường xuyên duy trì trong chuồng khoảng 50 đầu lợn và cả ngàn con da cầm để tăng thu nhập. Còn đây là gia đình anh Vũ Mạnh Toàn ở thôn Hốc Đá, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng. Hai sào ao này trước đây mỗi năm cũng mang lại cho gia đình nguồn thu nhập vài chục triệu đồng. Vậy nhưng không chỉ ao mà đến cả diện tích rừng và ruộng anh cũng đều phải nhượng lại cho người khác để lấy tiền trang trải cho những khó khăn bất hạnh dồn dập ập đến với gia đình. Vậy nên dù đã rất nỗ lực làm lụng, gia đình anh vẫn lâm vào cảnh nghèo túng. Đang rơi vào diện hộ nghèo thì tôi cảm thấy rất là cảm thấy nhiều lúc cảm thấy rất là chán nản và nhiều lúc là buồn cho bản thân mình. Và tôi đã được vay 30 triệu từ ngân hàng chính sách, từ vốn nghèo của ngân hàng chính sách nên là từ nguồn vốn đấy thì tôi chia ra nhiều nguồn vốn nhỏ hơn để phục vụ cho những cái như trồng sen rừng và cây hàng cây ngắn ngày với cây rừng và để thu lại lấy ngắn nuôi dài nuôi cá sẽ hơn nhiều so với trồng lúa và tôi đã làm được và điều vui mừng nhất của tôi trong năm 2017 là đã hát được nghèo. Với tư duy lấy ngắn nuôi dài, anh Toàn đã sử dụng 30 triệu đồng vay được từ ngân hàng chính sách xã hội huyện Bảo Thắng một cách hiệu quả nhất. Và hôm nay, tuy vẫn chưa có điều kiện để sửa sang ngôi nhà đã cũ, song gia đình anh Vũ Mạnh Toàn, hộ dân từng lâm vào tận cùng khó khăn, đã thực sự thoát nghèo bằng chính nghị lực và sự năng động sáng tạo của mình. Có thể nói, dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào thì nếu có quyết tâm và cách làm phù hợp, mỗi hộ dân đều có thể vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Câu chuyện về sự đổi thay kỳ diệu trong phát triển kinh tế gia đình của một số hộ dân ở xã A Mù Sung, huyện Bắc Sát càng khẳng định thêm cho điều đó. Là địa bàn biên giới nhưng A Mù Sung hầu như không có hiện tượng người dân vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê như tại những xã vùng biên khác. Việc làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp người dân có việc làm và thu nhập ổn định được xem là nguyên nhân chính khiến người dân thực sự gắn bó với quê nhà. Ngoài cây lương thực chính là lúa, ngô thì một số loại cây trồng mới như chuối, dứa và sa nhân tím đã được đồng bào đưa về trồng trở thành vùng sản xuất hàng hóa lớn để xuất khẩu sang Trung Quốc. cái đất của họ nó cũng như đất của mình thôi mà nhưng quan trọng cái là con người là phải biết họ khỏi dần biết là ăn rồi phát triển kinh tế không ngại khó khăn gian khổ mình là ăn xa thì kể cả không có tiền rồi là cũng các cháu mà không biết chứ, không không có không biết chứ rồi là không các cháu này bỏ học thì sau này chúng ta kể cả có làm ra nhiều tiền sang đây nữa thì chúng ta cũng sẽ không mua được cái tương lai để cho các cháu để cho các cháu cái tương lai sau này để cho nó sáng sủa hơn những bộ quần áo sờn rách này đã được chị nông thị phượng ở xã lùng vai huyện mường khương lưu giữ làm kỷ niệm ghi nhớ một thời nghèo khó của gia đình Cắn bó với nghề trồng chè sau một thời vùng chè nguyên liệu lùng vai đã bị người dân bỏ mặc dài dạc bởi bế tắc đầu ra nhiều hộ đã phải trồng sắn sen canh và đồi chè để có cái ăn hàng ngày. Sau khi nông trường chuyển đổi thành công ty chè Thanh Bình, cũng đúng vào thời điểm tỉnh Lào Cai có chính sách phát triển vùng chè nguyên liệu 5.000 hecta. Chị Phượng đã bàn với chồng con tìm cách khôi phục và mở rộng đồi chè. Cây sắn được nhổ đi, những luống chè trống khoảng được trồng dặm lại và chăm bón cẩn thận. Chị Phượng còn đăng ký trồng mới nâng diện tích chè của gia đình lên 0,6 hecta. Nhờ áp dụng trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, không lạm dụng các loại phân hóa học hay thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích sinh trưởng, lại được thu hái đúng lứa nên chất lượng chè của gia đình chị luôn đạt phẩm cấp tốt và được thu mua với giá cao. Lương vốn dành dụng được, gia đình chị tiếp tục đầu tư để tạo nguồn thu lớn hơn, lâu dài và bền vững hơn, đó là trồng rừng kinh tế. Nhà nước được hỗ trợ được thì cũng rất là quan trọng, nhưng nếu mà nhà nước không hỗ trợ thì cũng chủ yếu là mình bàn tay bàn tay hai bàn tay mình làm nên và cái sự cái uh, chủ yếu là mình học hỏi trên TV sách báo và uh, tất cả những người uh, người ta mà làm uh, ăn giỏi ấy, thì mình học hỏi theo những cái người đấy để mình làm và cố gắng là uh, theo cái, 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 cái ý chí của mình nếu mà trông uh, chờ ở Ủy lại vào nhà nước thì khó lắm bởi vì uh, đảng và nhà nước thì uh, không phải là dân không phải là ít dân thì uh, đông dân thì nhiều thì có phải là một uh, riêng một tỉnh một xã mình một tỉnh huyện mình mà một tỉnh mình đâu mà cả nước cơ mà nên uh, chủ yếu là mình tự lực uh, kháng sinh là chính uh, nếu mà ai mà cứ ỷ lại vào nhà nước thì uh, suốt đời nghèo vẫn hoàn nghèo Tết Mậu Tuất đang đến gần những ngày này thị trường hoa địa lan đã bắt đầu sôi động giá hoa địa lan năm nay tuy có thấp hơn so với mọi năm xong nếu so với trồng ngô, trồng lúa thì trồng địa lan vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều lần. Dù biết vậy, nhưng không phải ai ở vùng cao Tà Phìn, huyện Sapa cũng dám chuyển đổi sang trồng địa lan phục vụ thị trường hoa Tết như gia đình ông Vàng A Chảo. Bởi đây là loại cây trồng khó tính, vừa kén vùng thời tiết, lại chỉ ưa sử dụng nguồn dinh dưỡng hữu cơ. Những hộ làm nghề trồng lan phải hết sức cần mẫn và chịu khó học hỏi, tích lũy kiến thức. Gia đình ít lao động nên ông Trảo đã lựa chọn cách trồng gối nhau để tiện việc chăm sóc và tết năm nào cũng có vài chục chậu lan để bán. Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, ông còn luôn sẵn lòng hướng dẫn và giúp các gia đình khác trong thôn, trong xã về giống và kỹ thuật để bà con cũng có thể trồng hoa lan hàng hóa. Tôi mới uh, nghiên cứu lại mình trồng thì làng của sạch không cho nó mọc của nhiều, Nhưng có cái phên quan lợn đói thì mình cứ ngày nắng quá thì mình phải tối mình tí tối thế sẽ mình tốt hơn mình phải cố gắng mình mới trồng được có một số tôi bảo trồng nó nó bảo là không có phân không có giống nhưng mà một số tôi bảo là tôi phải cho giống thế ai khác đi nhập phân cứ trồng thế mà Thực tế, nông thôn vùng cao Lào Cai đang có hàng trăm hàng nghìn những mô hình, những cách thức lựa chọn phát triển kinh tế phù hợp và sáng tạo của bà con nông dân. Có những người đã thoát được nghèo, thậm chí làm giàu nhờ biết khai thác tốt lợi thế về đất đai, khí hậu, thị trường tại chính quê hương của mình. Mỗi hậu dân mà chúng tôi vừa đề cập trong chuyên đề này đều có một điều kiện hoàn cảnh, một hướng đi và sự lựa chọn khác nhau. Nhưng điểm chung ở họ là sự quyết tâm, tinh thần vượt khó và dám mạnh dạn chuyển đổi, chủ động tiếp cận với khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả lao động. Đây cũng chính là đích đến trong mỗi chương trình dự án hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương và của tỉnh đặt ra hiện nay. Thường được nói một cách hình tượng là chỉ mang tới cho bà con chiếc cần câu chứ không cho con cá. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục lao động việc làm kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.